Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Anh Ba Phải. Và trước khi vào chủ đề chính thì mình muốn chia sẻ một cái thông tin nhỏ nhỏ, đó chính là hiện tại các bạn thắc mắc rất là nhiều tại sao anh đăng ít video. Thực chất không đăng ít nha các bạn, mà mình đăng rất là nhiều và dày dặn luôn. Mình đăng trên cả hai kênh nha các bạn, là kênh Anh Ba Phải TV. Nếu không có trên kênh đó thì chắc chắn sẽ có trên kênh Anh Ba Phải Vlog. Mục đích mình đăng như vậy đó là muốn lấy tương tác cho cả hai kênh, đề xuất video cho các bạn xem, chứ không phải là mấy năm mình lâu quá không ra video nha các bạn. Nếu các bạn xem video trên kênh Anh Ba Phải TV không có thì cứ qua Anh Ba Phải Vlog sẽ có video cho các bạn cùng xem. Và chủ đề ngày hôm nay mấy năm mình thực hiện đó chính là chủ đề cắm trại. Wow. Và cắm trại thì cũng có 3 thể loại nha các bạn. Đó là cắm trại thì kiểu bình dân cao cấp nè, cắm trại thì kiểu đấu giá nè, cắm trại thì kiểu sinh tồn. Và để lựa chọn thì ngày hôm nay anh sẽ cho mấy đứa biểu quyết. Bắt đầu bình chọn nha. Dạ. Cắm trại thì kiểu bình dân cao cấp. Hai đứa. Cắm trại theo kiểu sinh tồn. À dạ. Mày bị ngáo gì làm gì dơ lên rồi thụt xuống nữa. Tại ghẻ kìa, nó cứ thụt thò hoài. Bộ tao đi ỉa mày cũng đi theo luôn hay gì? Mấy người ta làm cái làm theo hoài luôn. Mày tao. Rồi bây giờ nè, ai cắm trại theo kiểu sinh tồn giơ tay nè. Mấy đứa. Tao giọng nhiều quá, bị đưa theo hoài mày. Cái gì vậy hai đứa? Không làm sao nhẹ nè em luôn. Em không chọn nữa ơi. Bớt nhảy nha, nhờ mấy đứa nè. Ba thôi. Rồi, ba người nhớ của anh. Ai cắm trại theo kiểu đấu giá? Em. Ồ, khá là nhiều nha. 1, 2. Cái gì vậy hai đứa này? Bây giờ nha. Nhiều rồi đó nha. Lấy cô trọ cho nó luôn qua. Thằng ghẻ nó cái thùng. Dơ thì dơ lẹ. Nó kìa, làm theo tao kìa, tao dơ nè, nó tao dơ. Rồi, nhảy dơ chứ, có dơ, theo không? Không. Rồi, thật. Em dơ. Nó luôn. Rồi, nói chung là 1, 2, 3, 4, 5. Không cần hai đứa cũng là số đông hơn rồi. Ôi, như vậy, mấy đứa này mình sẽ quyết định theo kiểu đấu giá nha các bạn. Ngay bây giờ mấy đứa này mình sẽ đi chuẩn bị dụng cụ để thực hiện clip cắm trại đấu giá nha các bạn. Được rất là nhiều người yêu cầu, rất là nhiều người luôn. Thực chất anh không nói mấy đứa cũng biết mà đúng không? Dạ. Các em ở đây cũng đọc bình luận của các bạn rất là nhiều các bạn. Ngay bây giờ, let's go. Let's go. Wow. Mấy anh em mình tới vị trí cắm trại này nha các bạn. Ở đây cây cối xung quanh khá là mát mẻ cho mấy đứa hoạt động trong ngày hôm nay. Phía bên phải mình có những cái mương cá này các bạn thấy không? Đây, tha hồ cho mấy em xuống săn bắt sinh tồn trong ngày hôm nay luôn. Ngày hôm nay bên đây mình sẽ cắm trại theo kiểu đấu giá và sinh tồn nha các bạn. Rồi, đặt đồ nghề xuống đi. Ủa anh Phúc. Hả? Cái thùng đồ ăn đâu? Đồ ăn gì? Mình cắm trại. Cắm trại gì? Mình đang có cắp. Ủa sao? Đấu giá phải có đồ ăn chứ. Có đồ ăn chứ anh Phúc. Ủa mình đấu giá thì kiểu sinh tồn chứ anh, nó có nó cao cấp đâu. Ủa sao lại không nói? Ủa mày không chuẩn bị đồ ăn là mấy đứa phải hiểu chứ đúng không? Thôi giờ không nói nhiều. Mục đích mình là ngày hôm nay là đấu giá theo kiểu sinh tồn. Lấy tiền về chứ ai đâu mà lấy tiền đi mua đồ ăn. Lấy tiền về. Có nghĩa là tiền ảo mỗi người sẽ có 1 triệu tương đương 9 người 9 triệu. Wow. Và chia thành 3 đội. Bây giờ lắc xí ngầu luôn. Lại là con xí ngầu huyền thoại của mấy anh em mình nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ lắc xí ngầu chia đội. Ở đây có 9 người chia thành 3 đội. Mỗi đội sẽ có tổng cộng là 3 triệu tiền ảo. Wow. Ngày hôm nay ai đâu ai cũng được, quan trọng là biết đoàn kết để sinh tồn, hái ra giá trị mang về đấu giá hay không. Dạ. Ok bố. Rồi lắc nè. Quá lên quá. Thành lắc ra trước. Wow. Lắc có gì đâu mà anh em phải vui. Wow. Anh Hàn. 6 nút mà. Rồi, 6 nút. Không quan trọng lớn nhỏ. Ai số lớn theo số lớn, ai số nhỏ theo số nhỏ. Ba nút. Tiếp tục. Rồi nay quạt cho hai má luôn rồi. Đẹp trai. Hai nút. Bắp. Trời ơi. Bắp. Hôm nay là được tham gia game show cùng mấy đứa mình nha các bạn. Nè. Em hả? Ừ. Một luôn. Một. Sáu nút. Wow. Rồi, xin chúc mừng em. Em có khả năng em gánh bắp rồi đó. Đẳng cấp. Một nút thì gồng. Một. Ba nút. Rồi em còn một nút cái nữa là hơi luôn á. Chờ không? Một. Chỉ có
hồn của tôi chết trời. Sao mày, sao mày lại ăn như vậy? Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Còn gì nữa đâu mà buồn. Ba đúc. Rồi, đẳng cấp luôn. Em đẳng rồi. Rồi, ok. Ai chưa? Mà hai à? Lắc mặt lên, lắc mặt lên. Hai đúc đi. Ba. Bốn đúc. Rồi, theo số thứ tư. Ba số một đâu? Ba số một. Rồi, về một đội của nhau. Tiếp tục. Đội em ăn đồ em ăn. Anh gì tôi hiểu. Đó mình được rồi. Thêm người nữa. 2, 4, 6 luôn luôn. 2, 4, 6 hả? Dạ. Bên này 3, 3, 3, 3, 3 3 cũng đúng không ạ? 3 người đây, 3 đồng. Người qua đây chứ. Đúng rồi, cương số mấy? Em số 4. Ai số 2? Em số 2, phải nhảy qua đây qua. Qua đây, qua đây. Qua đây, lắc lại. Qua đây, 3 người này lắc lại nè. Bây giờ 3 người sẽ lắc lại để xem coi ai số lớn sẽ bắt buộc qua đội của Thành Lát với Nguyên. Ok chưa? Không có. Rồi. Không có. Nhà ngáo. Và thử đi, và thử đi, đợi chúng ta thử đi. Qua. 6 nút. Xong rồi. Rồi. Tiếp tục. Ôi, mày 6, mày 6, mày 6. Tao không nói mày 6 là 6. Nói vậy bên tôi. 1. Anh Hảo 6, anh Hảo 6 đi. Châu đi. 6 cái nút cái nữa cho ấm lòng coi. 1. Rồi, như vậy là nhà ngáo của chúng ta sẽ qua đội của Nguyên và Thành Lát. Rồi. Anh thông báo cho mấy đứa ngày hôm nay chúng ta chỉ có hai cái lều thôi. Ai nhanh tay thì còn, chậm tay thì mất. Sau khi anh kết thúc cái câu nói của anh nói bắt đầu mới được hành động nha. Dạ. Ai hành động trước khi điều anh này nói thì người đó sẽ bị loại, đội đó cũng sẽ bị loại. Đồng ý không? Dạ. Nhớ nè, nhanh tay nhanh chân nhất có thể để lấy cái lều về cho đội mình nha. Không. Sao chơi trò này? Nghĩ gì là công bằng nhất nè. Giờ mình cử cho ba người đại diện thôi. Bây giờ nhiều người quá nó gắt cuối. Không, không, không. Sợ rồi em thắng đội bên thật không có liền. Bắt đầu nha. Làm gì? Ở đây đâu đường thấu. Lên cây thảnh đúng không? Rồi ok nha. Hãy nghe kết thúc vấn đề của anh và anh nói từ bắt đầu. Ai làm trước cái từ anh nói bắt đầu, đội đó bị loại ngay và luôn. Được chưa? Dạ. Chuẩn bị. Nghe kỹ à. Có hai cái liều đó. Sẵn sàng chưa? Dạ. Muốn trường hợp nó xảy ra luôn nha anh Phú. Nhìn nó. Dạ. Ba người trong một đôi. Ba người bị loại. Đó là đôi của tất cả. Ba người của anh Hương. Ba người đã hành động rồi. Bắt đầu. Anh chưa nói từ bắt đầu nhớ không? Như vậy là đôi nhạn ngáo. Lấy một cái lều đầu tiên. Cái này đi. Rồi đôi của em đi qua bên này tiếp tục nữa nè. Tiếp tục còn. Nhớ nha, chưa nói bắt đầu mà hành động rồi coi như là thất bại. Chạy đó, không đứng im đâu. Cổng đó, cổng đó. Thật ra chưa? Rồi. Ba người trong một đôi. Hãy leo lên một cái cây. Chưa. Vừa trách lại cam thì cả ba đội đều hành động. Khi mà mình vô nó bắt đầu nha các bạn. Sẵn sàng chưa? Rồi. Ba người cùng một đội. Hãy cùng lên một cái. Đôi đôi thằng kẹo bay. Bắt đầu. Ra đôi của Thành Lát. Thì chung là đôi của Thành Lát chứ lắm. Ngoài là đôi của Thành Lát. Anh Vũ. Đôi của Thành Lát là lên đen. Chúc mừng đôi của Nguyên Thành Lát và nhà ngâu. Đôi này mới lại ok. Đẳng cấp lúc đó mình có di chuyển mà trong khi đó đồ của nhà ngáo đã lên hết rồi. Nghe đây. À, leo là của nhà ngáo và bây giờ bắt đầu cuộc chiến giành đất nè. Giành khu vực cắm trại nè. Phải lấy được đó nha. Trời này không có gì vui hết á. Nhà ngáo về đồ của mình đi cưng. Nói em chia ra mà anh Phúc chỉ thuật mà. À chính thật rồi. Nãy anh mới nói có chiến thuật mà. Nhưng mà mình phải tập hợp chung đội. Không sao. Miễn sao ta kịp. Đừng có chen chen nhau coi hai đứa này làm gì cái chen chỗ này vậy. Anh nói được quyền có chiến thuật em đứng giữa luôn. Rồi rồi ok chiến thuật đứng giữa luôn. Ok. Sẵn sàng chưa? Vâng. Cứ hướng đó. Rồi nghe nè. Ở đây chúng ta có 3 miếng đất. Một miếng đằng kia. 2 miếng và 3 miếng. Cái trò này cần phải sự nhanh trí và nhạy bén cực luôn nha các bạn. Xử lý cực kỳ nhanh. Nãy em chưa lót kịp nữa anh Phú ra đề rồi. Em chưa quay lại thấy nó đứng được. Rồi. Nhớ 3 vị trí đất của mình nha. Dạ. Anh cố gắng lấy nha. 3 người của đội mình vào đúng vị trí miếng đất bạn được chị. Bắt đầu.
Đá nào mới đá nào. Ủa? Rồi, xin chúc mừng đôi đẳng cấp đã vào trước vị trí. Yeah. Đồ đẳng cấp trước rồi. Không, nhưng mà anh Phú chỉ miếng đất được chưa? Miếng đất một, mình muốn ba. Muốn vô miếng đất nào một, mà đủ ba người thôi. Ba, ba miếng đất. Mà, mình lấy miếng đất kia mà. Ôi, em ơi, chạy lên đảo tự kiếm luôn á. Thì đó. Chúc mừng đôi em. Yeah. Rồi. 1, 2, 3. Chuẩn bị nè. Chuẩn bị nè. Có. Nào đôi kem nữa. Ôi, giờ là mày đứng tướng gì chứ hả Thanh? Định tinh tế thủ sẵn chứ sao đứng tướng kìa em? Không, không có liệu, không em có chiến lược anh Phu. Mày chiếm miếng đất nha. 1, 2, 3, nhớ chưa? Dạ. 1, 2, 3. 3, 2, 1, nhớ chưa? Dạ. Rồi, nghe nè. Ba người cùng một đôi. Hãy chạy tới miếng đất thứ ba và nằm xuống. Rồi. Vâng, đôi của Thành Lát rồi đó hả? Không phải à? Rồi đứng dậy đi, đứng dậy đi, đứng dậy đi, đứng dậy đi. Đây nè, bắt đầu. Anh nó bắt đầu rồi. Chưa. Đâu rồi? Đâu rồi? Có khi check cam thì cả ba đôi của chúng ta hành động trước khi anh nói câu bắt đầu, nhớ không? Dạ. Có ai khiếu nại gì không? Không. Ừ, sai chịu. Không, nãy lên lẽ nghe em không chạy đâu. Rồi, ai số em á. Nhanh nó tức mà không nói đến lời. Tức rít cái gì không nói. Nói gì nữa anh không? Không. Cái gì vậy? Tức mà khóc luôn là sao? Không, không có không. Không cay. Không cay nha, không cay, không cay nha. Không cay. Không cay. Thật chạy mà, thật chạy kìa. Thôi, vậy mới vui. Rồi, bình tĩnh em. Anh Phu, em định thật thôi. Thôi kêu là bà nhớ nghe nha, anh Phú chưa nói bắt đầu là không có được chạy nha. À, chạy luôn. Không chạy chưa. Không chạy chưa. Dạ, dạ người ta mà người ta biết mà cơ không biết. Em đi liệu. Em có trả lời một câu rất là tỉnh các bạn, em bị liệu. Để xem coi em có bị liệu hay không, chúng ta cùng chờ xem. Chú Bi. Hoài đi. Ba người cùng một đôi. Tập trung, tập trung. Hãy vào vị trí miếng đất số 1. Và chạy về miếng đất số 3. Nằm xuống. Chúc mừng đôi của đẳng cấp và đẳng cấp. Một lần nữa. Đầu và cho anh có cái đẳng vô lót kèm với lót kèm là xong rồi. Đó, các bạn thấy cái sự lợi hại của cái việc mà đôi khi chậm mà chắc nha các bạn. Cái sự gọi là suy nghĩ chậm đôi khi cũng là một cái lợi thế. Cái gì cũng có hai mặt. Đẳng cấp vô lót kịp, đẳng cấp cho anh đâu. Chứ không được ai chết, không có lợi. Đôi này là lót, hơi chậm cho nên thành công. Em đã chậm được. Em chạy cái nghĩa vậy đâu. Chuyện xong lên máu luôn. Nãy giờ chạy qua cái hình đất ấy vậy để mua theo luôn. Em bịt lỗ tai luôn, không nghe luôn. Bịt lỗ tai luôn, sao để ba chạy vậy? Trời thấy chạy, chạy luôn. Đúng nè. Còn miếng đất cuối cùng, Bắp có vẻ lần đầu tiên tham gia cái series này, Bắp hơi bỡ ngỡ giống như là mạch không còn tí máu luôn kìa. Tái luôn các bạn. Quá hồi hộp đúng không? Chú Bi. Tập trung cao độ. Chú Bi. Trong ba đôi, hãy cử ra một người. Phi qua cái mương. Chưa. Và phi về đây. What? Bắt đầu. Rồi lên. Rồi lên. Rồi lên. Rồi lên. Vâng. Chúc mừng đôi nhà ngao. Vâng nhà ngao. Thôi cô. Ủa làm gì mà phát ra mặt. Phát đồ của anh nhỉ. Không nói lên lời. Sao lúc kia không chạy mà không chạy vậy? Anh không kia Minh Phú mà tao không lại với anh Nam này. Đôi cưng có ghẻ mà. Có thằng ghẻ mà trong phần. Anh nói dừng từng khúc rồi thì bắt trong rồi. Đã xin nhà anh rồi mà. Cơ đôi với này để các bạn bất lực toàn tàu. Lúc kêu không chạy, lúc kêu thì chạy. Anh Hú chỉ cần nói là đợi tụi em là em đã xin nhà anh nữa rồi. Sao nãy giờ anh không nói cho bằng cục. Là em bỏ túi sẵn cho bằng cục. Rồi, lấy miếng đất của mình về đâu mình đi. Yeah. Miếng. Ờ, lấy lên đi. Yeah. Tập trung về đây. Bây giờ chúng ta có hai cái lều và hai miếng đất. Có ai bán đấu giá gì không? Đưa ra đi. Bên em bán lều. Bên em bán miếng đất. Đất ở nhiều làm gì đúng không? Bán đất đi. Bên em bán miếng đất nha. Nhiều, khai giá khởi điểm. Giá khởi điểm thì bên kia đang 900. 900. Cậu giá đi. Bắt buộc phải bỏ tiền mua được cưng, không mua là coi như là họ mua đi 900 đi. Ai đấu giá là bên này có đất mà đúng không? Có đất. Gì 900.
Anh đi. Tiếp chị, bộ người ta lỡ đấu giá vậy, à, ta chặt. Trong cuộc đấu giá là không có lỡ vậy đó, đúng không? Anh Thu, chưa bắt đầu mà anh Thu mà nói vậy. Không, không, rồi, ok, 910 ngàn chơi đi nha. Tính ra đâu ai mua đâu, không có 900. Thôi, lót không kịp. Thôi, lót không kịp. Rồi, ok, rồi, 901. Rồi, xong ha. Rồi, lèo có bán không? Có chứ, bán liều nhỏ lên. À, bên em thì đàn ông con trai rồi nên em sẽ quyết định không làm, không mua liều nha anh. À, tự làm trời hả? Tự làm trời. Ok. Dạ, 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 chơi đó chơi. Xong rồi. Bán nhiều? 900 luôn. Gì dữ á? Cái liều này nhỏ à. À. Có đông mà không có liều sao ở anh ơi. Hãy tự làm. Tự làm đi. Có lo ở được anh luôn. Rồi, tự làm nha. À. Tụi em ở 2 cái liều, tại tụi em 2 người bà. Ghẹt, ghẹt chơi, sợ tiết tiền thôi, ngủ ngoài đất luôn. Nhưng mà còn hai bạn nữ, chẳng lẽ thật là để hai bạn nữ ngủ bù lăng bù lăng tiên thôi. Tới tên thật, thấy miếng ăn thật ơi, bỏ đi. Vụ mày đó, vụ mày đó, cho mày thấy đó chưa. Vụ đó, vụ đó. Ừ, đúng rồi. Ngân của mày nè, tự lo đi mày. Quán chỉ lộn rồi mày. Ủa lộn. Bắp. Lộn luôn. Bắp. Em. Nó bị lát lặng lắm mày mấy nè. Ghẻ có gì lấy bình tĩnh lên. Cái tao có mua không? Thông cảm cho đồng đội em. Năm trăm. À, quên nói với các bạn. Thì sau khi tham khảo ý kiến của các thành viên trong team Ba Ba Phải, mấy anh em bầu chọn và bình chọn cho Bắp rất là nhiều. Cho nên ngày hôm nay Bắp được phép làm thành viên mới của anh Ba Phải nha các bạn. Wow. Đón chào thành viên mới, một tràng pháo tay lớn lên nào. Wow. Không có gì Cưng, nói chung là Cưng phải ok như thế nào đó thì các bạn mới bình chọn cho Cưng. Cho nên hãy cố gắng nỗ lực đồng hành cùng team nha. Có vẻ hôm nay rất là đồng hành luôn. Bạn nhớ nhất là thành lát vậy anh Phú. Đúng rồi, anh hỏi chỗ này sao giờ này thành lát năng nổ quá ta. Thì anh chỉ cần đáp ứng theo nhu cầu của em thôi. Là cỡ nào cỡ em cũng chơi tới cùng. Nhu cầu gì? 10 lít em cũng chơi nữa. Đúng rồi anh Phú. Bữa anh đưa ra cái bình chọn cho bạn Bắp vô team đó. Anh làm sao mà anh team liên tục luôn. Nhớ kìa nè. Hèn chứ anh thấy mấy trăm team. Anh hỏi luôn vô coi thấy nó không à. Ngay luôn luôn. Nhắn cho tụi em là chọn Bắp đi, chọn Bắp đi, chọn Bắp đi. Anh mua trà sữa cho chọn Bắp đi, chọn Bắp đi. Sao năng nổ không anh Phú? Sao? Tại vì á, đợt trước anh Thành có nhu cầu muốn Bắp vô team quay chung á. À, tụi nó muốn anh Bắp chứ. Thôi, đi chân lèo đi, xong rồi kìa. Chưa. Sao có mua lèo không? Em giảm giá, 500 thôi. Nhiều 500 kìa. Giảm giá, sale 45% á. Mày. Ê, tấm nhiều giá thật. 510. Ôi khoan. Đâu giá 500 mình mua 500 chứ. Bên kia nữa kìa. Bên kia chứ không mua. Bên kia không mua. Rồi bên kia không mua. Rồi 510. Rồi lấy đi 510. Ủa 10.000 luôn. Tuy nhiên đấu giá chị giống như Bắp này nhào vô. Người ta bán miếng đất có 900 bài trả 910 luôn. Quá sàng. Rồi lấy đi. Lấy về. Sao? 10.000 anh Phú. Ok. Nhưng bắt cá gì bán lại. 10.000 là đói đó. Bắt cá gì bán lại nhớ bắt cá. Nè em về đây. Thật, xuống nhận liệu phụ thật. Thì hai bà làm đi, để tôi nghỉ mệt xíu, tôi đi kiếm cá về cho hai bà ăn. Rồi không nhắm không bắt được cá không, mày tính trước. Nghĩ sao không có cá? Không có cá thì nhịn. Đây rồi anh em. Dép này có ai hả? Rồi, tới công chuyện này. Đâu biết có ai đâu. Cái này cũng hành chứ có ai. Ê, đúng là dép của anh Thành. Lên đây, lên đây anh Thành. Đúng là dép của anh Thành. Nhưng mà không phải anh Thành Tống. Nó Tống trai, dép của nó mà. Ông Nguyên Tống. Bà Tống thì đợt sau cũng đặng hơn nha. Cái này không sao đâu. Ừ. Đi về. Bà mới xuống rồi nghe em tôi biết chuyện không? Giờ bắt đầu mấy anh em mình chặt sậy để làm nhà nhé bạn. Yeah.
cây hồi nãy tao bỏ rồi nha. Giờ mình lấy cây đập đầu luôn nữa hả? Ê, tính ra mày tự đẩy luôn á. Ủa vậy hả? Hiểu làm hay làm thôi. Đây kìa. Gì nữa anh trai? Nay em chung sống với hai bạn nữ á, sống sao cho đẹp nha, đừng có ăn hiếp hai bạn nữ. Em sống sao kệ em, quan tâm đến cuộc đời gì của anh. Mà ăn á thì chắc chắn ăn không được rồi. Mà ăn á thì... Sao mày mất thời gian dữ vậy? Thì chắc chắn không luôn rồi, vậy cũng hỏi nữa. Về bển đi kìa. Ở nhà mình á thì không lo, mà lo chuyện bao đồng nhà người ta không mà. Sau một hồi quần quật cả buổi trời thì anh em mình cũng đã xây xong cái nhà lá của anh em mình rồi nha các bạn. Đây, sắm đây. Ô, bắt tay, bắt tay. Khai dương, khai dương. Chúc mừng, chúc mừng. Cảm ơn ba anh em đã mời. Hai bay về. Tôi sẽ tự giới thiệu. Chúng tôi là đài truyền hình Thật Rẻ Nhan Áo. Hôm nay vừa biết được địa điểm ở đây xây được một căn biệt thự du lịch, cho nên là qua đây review. Không có biệt thự hết, hai bay về đi. Anh bình tĩnh. Mỗi lần hai bay ra đây có chuyện à. Anh yên tâm đi, review xong á. View tốt. Tụi em có đem một cái camera trị giá 300 triệu heo để quay cái căn nhà này cho nó sắc nét. Đúng không anh? À, sao không được. Làm sao coi được rồi ok. À, rồi, làm okay. Như kiểm soát nha, có gì thì... Ừ, ok. Rồi. Ok, bật máy quay đi nha. Nhảy review nha. Ok, bật chưa? Chưa. Rồi nè, vô à. Rồi nha. Vô. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn. Chưa bấm máy. Rồi. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với đài truyền hình Thật Rẻ Nhan Áo. Thì ngày hôm nay chúng tôi cập nhật một thông tin, đó chính là địa điểm ở đây vừa xây lên một cái chuồng vịt để... Em lộn, đấy là cái chuồng vịt hướng kia. Rồi, tạm thời nói vậy. Lên video rồi tụi em sẽ thay đổi thêm. Mày thay đổi ngay bây giờ luôn. Thì ở đây vừa xây lên một cái biệt thự trắng nha các bạn. Rất là trắng luôn, chống chảy nữa. Thì hôm nay là truyền hình chúng tôi xuống để review căn nhà này, xem trị giá bao nhiêu tỷ, trong không gian nó như thế nào đó, rồi nó có chất lượng hay không. Ok không anh? Ok, đến đây. Rồi, bây giờ review nha. Đầu tiên là cái cột vàng trị giá 5 tỷ đô. Tiếp theo là cái máy này là làm bằng lá hoa cương, là đính kim cương luôn các bạn, rất là đỉnh luôn. Rồi cây cối thì cái này là do cây nó mọc chi chít các bạn, cho nên là mình muốn chỉnh lại một xíu cho nó đẹp đó mà. Tiếp tục lê xuống nền đi caramel. Nền này là lắp lên một lớp lá hoa cương, đúng lá hoa cương luôn nha các bạn. Ở dưới này thì xích dịch khá là nhiều, cho nên đó là em phải không nhiều khi á, thằng bạn của em á mới vô nghề, mới vô nghề tạm chứ đừng tin á, em mới vô nghề, nó mới vô nghề à, phải không cảnh nữa. Tiếp theo là anh chủ khá là đẹp trai và điển hình, như là anh này không phải nha, rất là đẹp trai luôn, nhìn á tướng tá thì cũng ok lắm nha, làm chủ rồi đúng rồi. Đây hai cái này là đệ tử rồi. Thằng này thì giúp việc chà toilet nè. Thằng này chịu trách nuôi vịt. Gì anh? Tao chủ á. Không. Em quay mà. Em quay mà quấn quấn gì kỳ trời. Kỳ trời. Quay tiếp đi. Đang quay quấn là truyền hình xuống, quấn là truyền hình luôn. Hiểu chưa? Này, tiếp tục nè. Bây giờ tiếp tục. Bạn anh đi ngồi im đi, coi gì biêu. Tắt cam đi. Quên thằng camera luôn. Các bạn tức ông thật thiệt chứ, sáng giờ ông đi đâu ông không ở trong lều luôn. Ông đi tùm lum lum, giờ tới trưa rồi chưa về đi sinh tồn nữa, tính nhịn đói cái gì trời. Ê. Sáng giờ đi đâu hả? Đi đâu đâu. Làm gì đỉnh mất nè. Trời ơi. Biết rồi. Kiểu này là mới bị người ta khiển, ta bị người ta quýnh à. Đúng rồi, đúng không rồi đó. Bà bắp hiểu nè. Kệ gì? Bà nghĩ sao tôi vậy đi khiển ta? Chứ làm gì? Làm gì đây? Coi ơi. Có gì đâu. Nãy giờ đi kiểu mấy người bên kia đúng không? Thôi mệt quá, đừng quan tâm đến chuyện đó, đi sinh tồn nè. Trời ơi. Biết bảnh đứa nào nó bự chứ bá. Ông coi cái tướng ông nè.
hỏi ông đi khỉa mà. Sáng giờ không có nhà lo phụ mình đi làm gì đâu không, mình đi sinh tồn bóp đi. Thiệt luôn á. Thì giờ cũng trưa rồi nha các bạn. Giờ bắt đầu anh em mình sẽ đi sinh tồn kiếm cá ăn cho bữa trưa nha. Đi nào ơi. Đi. Đẳng đâu rồi? Đi à? Mày đi không? Giờ anh em leo cây đó mày. Lẹ tao à? Lẹ lẹ. Trưa rồi nha các bạn. Bây giờ anh em mình sẽ đi sinh tồn bắt cá về bán đấu giá cho tụi nó nha. Sẵn chừa một số cá là mình ăn luôn. Đây. Anh em. Thấy tụi mới mua nón mới đẹp. Ờ đúng rồi. Nhắc cái vụ nón này mới nhớ. Có nhiều bạn hỏi á là mấy anh em mình tại sao mà đi sinh tồn có người này đội nón, có người kia không đội nón. Thì do là mấy anh em mình muốn vậy nha các bạn. Là do mình là tóc thiệt còn mấy đứa đội nón là tóc giả nha các bạn. Nói chứ là tại vì anh em mình đi sinh tồn cũng chầm nước nhiều đúng không anh Thành. Cho nên là không có nắng nôi cho lắm. Tại vì á con gái á là cần đội nha các bạn. Thôi đi sinh tồn bắt cá đi. Đây, xuống mấy đường mương này bắt nè. Bắt mấy đường mương này nha các bạn. Wow. Có cá đây, có cá đây. Anh Thành. Thì hôm nay Nguyên quay đây. Bà Nguyên quay đây. Xuống. Wow. Lạnh nha. Qua hai đường mương này nè. Thôi bà từ từ thôi. Nãy trời nắng quá mình có kêu bắp vô lấy cái nón rồi nha các bạn. Có hang không? Đây là trời. Thế nay đợi mình bất ổn quá vậy. Hả? Mất ốc là không có bán được đâu. Cá sặc các bạn ơi. Thôi thả đi. Ủa, có cá luôn hả? Có cá sặc luôn. Vậy là có cá đó. Ơi. Có không? Có. Nãy giờ đụng vào cũng còn luôn. Mà bắt không được. Điểm gì không? Cần anh kéo ơi. Anh cần cam em quay em qua cầu bên kia em quay mọi người. Ok. Sao kỳ vậy ta? Từ từ thôi. Bắp ơi, tôi thấy ở đây có chuối nè bắp. Ở đây nãy giờ mình với bắp đi thấy mấy cái quả chuối luôn mà không có hái được. Gì á? Ê, cá. Ê, trời. Cái cường cũng có cá. Ôi, Thập, ông giữ cẩn thận nha. Xảy đi nha. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Thôi. Vì sao? Bự lắm. Cái bự không? Ra. Ơi, ông bắt cẩn thận nha, có một con nha. Ừ, đúng rồi, quăng lên bờ đi. Ôi, ơi, cái gì vậy? Cái lóc. Một em cái lóc nha các bạn. Ôi, có đồ ăn rồi. Ôi, thôi, cởi áo ra đừng. Trời ơi. Cầm đi. Bắp cầm đi. Giữ nó lại. Ngon. Bự nha các bạn. Ý, cầm cẩn thận nha bà. Thấy rồi chưa? Yeah. Ôi trời, cuối cùng cũng có cá ăn rồi trời ơi. Thôi. Là hàng hiệu không cần phải giới thiệu. Bỏ vô. Chưa chắc chưa. Thôi. Ok. Có đồ ăn là được rồi đó. Ok, xuống. Đây, cầm cho. Được không? Được, đây cầm cho. Ông cuột chắc vô nha, để xảy đây. Có hùng trèo dưới rồi đó. Con cá đâu ơi? Đâu? Giật trước nha. Ngon, vô rồi, vô máy này. Đâu? Cái nữa nó phóng ra rồi, hên là bệnh nó hang lại kịp. Đâu? Nè, có cái hang cho này nữa nè. Vô rồi. Ê, như bên đây có hang nữa nè. Đánh giò nè. Bên đây có cái hang nữa nè. Wow. Đánh chạy luôn. Wow, cái gì vậy?
Lên 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 lên. Đi đi lên lên. Cái gì vậy? Này này này, áo nè. Vô vô vô. Bị chân trắng có cá nè. Còn sẵn luôn. Hay quá anh Thảo ơi. Vô. Rồi, rồi. À, anh cầm đi. Nhảy có cá bạn ơi. Nãy giờ ổng lụ lụ đây nè. Chưa bự chẳng mà. Đâu? Lẹ lên trẻ ơi. Không có cá là chiều nay tốn tiền nữa. Lẹ. Wow, cá con bề. Ôi trời bá luôn, đưa tay lên cho bạn coi. Đây coi chị sải nghe. Con cá con nè. Ê, bự hơn cổ tay nhã luôn nha bạn. Khó quá. Thấy nãy giờ có cá hết trơn vậy. Dạ, có nè ơi. Đâu, có không? Đâu, đâu, đâu. Có không thấy lặn dữ rồi. Rồi, lên này. Đây nè. Wow. Wow. Có được cá nè. Nào bánh ơi, trên bộ vô. Lá. Rồi sao bánh? Lẹ lên. Thật. Rồi. Anh Thành có cá. Từ từ. Từ. Cái gì anh Thành? Cái gì vậy? Con cá lóc rồi ơi. Mới đi qua bên kia có xíu rồi, bên này có cá rồi. Đâu? Từ từ, hang kẹt rồi, 3-4 ngõ lận. Coi chừng. Ôi, mày. Wow. Wow. Ôi, từ. Wow. Nãy trong hang tao bóp đầu nó dữ quá, nó chết luôn rồi. Gì vậy ông nói? Rồi, coi chừng, còn mạnh, nó giả chết á. Ok. Ngon chưa? Còn bạn kia rồi. Qua đây. Trời ơi. Rồi lội bạn đưa cá cho nó đi. Coi chừng sảy nha. Em cá lóc. Ngon lành. Rồi bắt bên này đi. Có cá chưa em? Ok. Ơi có cá nè. Trong hang này có cá nè ơi. Ơi, nè. Cứu tôi. Đi. Ơi. Rồi. Nó xảy luôn rồi. Mắc tiêu. Thổi lại luôn đi. Không sao đâu, bác khen. Ơi. Được. Ông Mỹ kìa, hình như là cá gô hay gì á, cá gô mỹ gì á. Nó cũng to. Thôi bỏ luôn đi. Thôi chạy. Nó có một tay à, tức quá à. Đấy, đây còn hang nè bác. Hơi bắt được này bà vô bắt đi nè, hang này nè. Ê, mời thử rồi. Thấy cũng sâu á, hang này đây nè. Bà bắt. Ổn quá à. Vậy mà sảy con cá trời. Thấy sâu nè. Bắt đi bắt. Không. Ổn quá bạn ơi. Ui cái hang nó sâu. Ôi trời, cũng hết cánh tay luôn rồi đó. Hang nè. Chắc về được rồi đó. Ơi sâu quá mà. Về được chưa? Ê da, vút hết rồi cho anh em. Thế giờ mình đi cũng lâu rồi, mình được có một con cá rồi. Giờ mình sẽ vô xin chú vừa nha các bạn. Mình là xin thực tế luôn nha các bạn. Wow, đây có quá trời. Chú ơi, con thấy chú có vườn ổi, chú cho con xin 2-3 trái ổi nha chú. Rồi. Dạ, con cảm ơn chú nha. Dạ. Dạ, chú dễ thương quá à. Nành. Nè. Nè. Để cái nào? Cái này đây, cái này căng mọng luôn. Dạ. Đây, hái gì mày mày? Hái trái này. Ừ. Trời, một cái thôi, trái bóng bóng nè. Rồi, đi lên đây. Dạ. Dạ. Đây, bây giờ to vậy nghe. Ê cá. Cầm. Cầm gì qua luôn đi.
Thôi thôi em cầm đi để lộ ra. Ủa anh cầm cam qua quay cho các bạn nha. Dây. Từ 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 từ. Từ từ. Để tao thu thập chiến là phẩm cái. Quá trời có cá rồi, quá trời cá rồi. Cá quá dữ rồi, quá đã quá đã quá đã. Cá tụi em dữ lắm bạn ơi. Đồ. Cá Long Nguyên ơi. Cái túi đâu, túi đâu? Cái túi đâu? Cái túi để bên bờ bên đó nè. Trời ơi là trời, trời ơi. Mày từ từ để tao qua cho các bạn coi cái. Dạ. Từ từ nào. Wow. Hai con cá lóc rồi nha. Hai em cá lóc, một cái con bự. Bắt đâu rồi? Nghe đường nước này nè. Bên đây thu thập cũng không kém luôn. Cái gì vậy? Vô xin chú chủ vườn á, chú chủ vườn dễ tính quá cho được 6 trái ổi luôn. Wow. Đã chưa hả? Lẹ bà Nguyên. Em nghĩ vô đó chắc đủ rồi đó. Vậy thôi, anh em mình về đi. Trưa nay mình có thể ăn cá hoặc ăn ổi cũng được. Có ban con nào lều cũng nâng cấp nè. Tiết kiệm tiền, dám đầu tư mua lều, tự làm tròi nha các bạn. Được. Lẹ là lẹ anh em ơi. Hả? Lẹ là gì rồi đây? Sao có cá không mấy đứa? Có anh ơi. Đây, bây giờ là bắt đầu công bố thành phẩm của ngày hôm nay. Mấy em đi xin lộn nha các bạn. Ôi, ôi, ôi. Ai rồi, đâu dữ hả? Ủa, đâu hả? Ừ, đúng rồi. Đâu lên coi coi. Lẹ lên em. Lên coi. Ba trái ổi. Combo hút gái. Ba trái ổi. Ba trái ổi. Giá nhiêu? Combo hút gái là chỉ được cá thôi đúng không? 200 ngàn. 200, ba trái. Trái hút không? Đây. 200. 200 ngàn, 250. Wow. Nhiêu? 210. Cái đó giá không ạ? 250 mà. 260. Lộn, lộn, lộn. Ví dụ giờ em mua một trái được không? Không. Không, người ta lấy combo ba trái mà mua không? 260 nè. 270. 270. Wow. Lên đi, lên đi. Lên lên. Lên lên. Buổi trưa là 280 luôn. Giá đi bên này chào giá đi. Ông nhớ nha. Lấy gì biết rồi đi. Buổi trưa. Rồi rồi. Nhớ coi lại số tiền đó đúng không? Nhớ coi số tiền đó. Rồi. Rồi đó đúng không? Rồi rồi. Nó là vậy. Quay. 280. Bây giờ từ từ nha. 290. 290 kìa. 390. Buổi trưa là 310. Không ăn buổi trưa là không được. 320. Cái mẹ ăn thứ nhất. Mày im. 330 rồi. 330 rồi. 340. 340 rồi nha. Đặng cho bữa ăn 300 năm. 350 rồi. 350 rồi kìa. Đôi có mấy nhiêu? Thôi mà. 360. 360 là thứ nhất. Thôi quà. Sao vậy quà? Lên đi. Lên đi. Lên đi. Quan trọng lắm. 350 là thứ ba. Hai trái ổi thua quay đầu của bà thương. Wow. Chết là không có đồ ăn. Lên cho ba. Quan trọng là mình có giàu hay không đó đúng không à? Ôi, mình có thể bán lại được. Rồi, coi lên kệ gì nữa không? Hai chiếc góc kìa. Được rồi, hai chiếc góc bán đi. Rồi. Giá 50 ngàn. 50 ngàn hai chiếc góc. Hai chiếc góc là 50 ngàn. Ừ. Ê, dễ rồi đó. Cưng có ăn không? Không ăn rồi, cưng đừng ý kiến. Ê anh. 50 ngàn. 51 ngàn. 51. 52. Gì? 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 60. 80. 60. Sao? Anh Vu. Anh được giá lên. Anh 70. Anh Vu. 80. Anh Vu giết đợi em luôn đây. Bạn Vu có tiền đâu? Sao không có, anh có tiền cho anh. Anh có tiền mặt luôn. Thôi. Bao nhiêu? Thôi. 95. 100. Rồi, cho tặng luôn à. Rồi, rồi, 95 nè. 100. 100 lần thứ nhất. Wow. Em bỏ. 100 lần thứ hai. 400 lần thứ ba. Mày. Không may, bàn tát nữa. Mày. Nó thuộc về đôi của thằng ghẻ. Trời ơi, thì ổng không ăn đâu. Hai chiếc cốc gì nè. Hợp luôn hai cái lóc để giữa hai cái trái cốc để hai bên. Em là số 1. Anh ăn cá lóc em nhường hai cái cốc này cho. Rồi còn đấu giá nữa không? Thôi rồi rồi. Chê biển. Mày. Thôi mày chê biển đi đưa. 50 không mua. Không sao, ráng cố gắng nhìn nhọc ngày hôm nay đi rồi chiều lấy tiền về bồi bổ sau. Đúng rồi. Mà đúng không? Chúng ta đã từng một thời là anh em sống với nhau, sống chết, không lùi bước. Vậy mà khi xa cơ, anh em cứ ngó mọi đứa tôi vô đây khó. Mày chọc cá tao chi mày? Ở đây có mang cá đây nè, không ai chọt hết, tao chọt cho đỡ buồn cái gì đâu. Phải không? Dạ. Này tao có làm gì đâu. Mày không làm gì lấy cho mày chọt có ghẹt. Giỡn mà. Giỡn cái gì? Lớn rồi. Ai cũng có mang cá. Mày chọt. Cá mày, mày không chọt cá tao, mày qua chọt. Đây nè.
cháo thì ai làm trước đây? Bây giờ ai làm ăn cắp nha. Chia đi, chia nhau ăn đi, có con cá. Bây giờ ông chia đi, chia cốc. Này, thật bắt con cá thì ăn là đủ no rồi đấy. Thế thật. Con này chắc no tới mai luôn á. Mời bạn nha. Mời bạn nha. Ngon quá. Ngon lắm quá. Bây giờ anh em mình sẽ thưởng thức thành quả nguyên một buổi trưa của mấy anh em mình nhé bạn. Ăn xong đi nghỉ ngơi nữa. Rồi. Anh em ơi. Sao? Thì đây cũng có mình là con gái. Ừ, để xuống cái này cũng là do tôi xin. Ừ. Ê. Mấy người. Thì em Vinh Thành xin. Thôi, nói chung là bà là con gái cho bà trái bự đó. Nên là tôi cảm ơn mọi người. Mời bạn nha. Nè anh Thành. Bà là con gái nên tôi cho bà trái bự á. Mời bạn nha. Mời cuộc gì vậy? Cắn. Ngọt ngay luôn. Mời bạn ăn nha. Sao anh Thành xẻo con cá mà lại ăn trời. Đánh rồi thì ghét. Bỏ muối nhiều vô. Lắm. Đã. Wow. Anh em mình cũng đã chế biến xong rồi nha bạn. Giờ bắt đầu ăn thôi nha. Có dao luôn thì mình gọt thôi. Dở ra. Để các bạn nha. Mình dứt miếng ổi trước luôn. Ui đã kìa nào. Khư cá, khư cá đi. Wow. Cho bọn bà xin đi. Ê, có trứng luôn kìa, có trứng luôn. Vào. Có. Nè, tụm trứng đó nè. Mở bạn nha. Ừ. Đã. Ngon. Ê, đảo. Mời bạn nha. Mời bạn miếng ổi nướng nha. Thử các bạn. Trời ơi, nước đẹp. Nó ngọt quá không? Ừ, thử ơi. Con muối à. Ngọt không? Ngọt. Đưa não đi. Nó như, được. nó như đầu đã gì vậy? Như khoai lang á. Nha. Món độc quyền nè. Đây ổi nướng nè các bạn. Ngon. Ngon ngay hả? Ăn này là khỏi uống nước luôn. Ừ. Ba cái đứa này. Chiều rồi không dậy làm gì ngủ dữ á. Ê. Mày ngủ tướng như chồng bông lên trời kỳ vậy nhỉ? Đau bụng quá anh ơi. Đau bụng hả? Đúng rồi. Anh trúng gì đau bụng? Không biết, nãy ăn mấy con cá với mấy ngồi nữa. Còn kia ngủ chồng bông vô mạch này. Quỷ hả? Mày ngủ làm gì địch thú quắc dữ vậy mày? Ngủ có địch này nhỉ? Ờ em đau bụng chứ không có địch nha. Thế con đưa cái mặt vô cho ngay cái phao câu thật ghẻ đến thúi Thành. Ơi. Ngủ tướng chán đời thì chứ mà. Vậy nè. Trời ơi là trời nhá. Nhìn cái mông lại coi, thằng này. Anh trúng cái gì đâu không? Vậy đi kìa. Vậy đi. Rồi mấy đứa tập hợp lại đây nè.
sáng sớm thấy có vẻ thiếu đồ ăn thức uống cho nên bây giờ anh mang sữa, trái cây hương cam có thật nè, cung cấp năng lượng thêm cho mấy đứa cho cái buổi cắm trại ngày hôm nay nha. Này là bổ sung thêm năng lượng vitamin nha. Cố gắng vượt qua thử thách ngày hôm nay để lấy về cái giải thưởng. À cái này không phải gọi là phần thưởng đâu mà là cái số tiền ảo với tiền thật. Nếu còn nhiều thì lấy nhiều nha các bạn. Ráng vượt qua cái giai đoạn này thì mình cũng có một phần thưởng nho nhỏ trong cái thử thách này mà, đúng không? Dạ. Rồi, uống đi. Sữa thật cun cun, uống ngon nhức nách, nhai vui quách salad. Nè Mân Ân, bà uống không? Thôi em uống đi, của tôi uống hết rồi mà. Nè, tôi còn, tôi cho bà uống á. Thôi uống đi. Nè. Uống đi. Mày không uống thì thôi, đưa cho anh em tôi uống, chứ đừng có nhường qua nhường lại. Không nữa. Đây. Không à. Nhanh dưới ta. Anh nói là dạ. Giờ ba đứa mình sẽ đi bắt cá nha các bạn. Để đi anh em ơi. Ông nhả đâu rồi? Vậy. Tại sao vậy? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại được. Sao cái cam này ông không cầm mà lại để tôi cầm? Bà cầm đi, xíu tôi cầm. Ví dụ thì bây giờ ông cầm đây. Đi rồi xíu tôi đang. Cầm. Nó nhiều quá. Hello các bạn nha. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của ba anh em mình nha các bạn. Ba anh em mình là anh em. Đi quay. Thấy à? Rồi bây giờ mình sẽ đi tiếp tục là cái đường mương cũ nha bạn, tại vì nó còn rất là nhiều cá. Đây, đó, bạn thấy nó ngớp không? Hồi sáng á là mình bắt chưa có hết đâu. Một xíu á mình qua mình xin vài trái đu đủ hoặc là ê, hồi sáng bà có thấy cái vườn bắp không? Hiểu không? Thấy vườn mít. Có không? Thấy dâu da nữa. Ok cũng được. Chúng là thấy nhiều lắm. Ok. Rồi xuống đi. Tình hình là anh em thấy đi vườn đu đủ bên kia có khá nhiều trái chín mà không dám qua nha các bạn. Thật. Không mấy giờ bà qua đi. Tôi xin cốt nhã nãy nói xin rồi. Không qua đi, ông kêu cốt nhã ông xin qua đi. Ông trụ cột mà qua bển làm đi. Ủa vậy chứ tôi trụ cột với nóc nhà tôi phải làm mấy việc nặng chứ mấy việc này nhẹ mà. Thì cốt nhã qua ông đó, ông tin thì qua ông hái đi, tôi thì tôi không tin rồi đó. Không tin chứ gì, qua hái cho coi. Đi ơi. Hái nhiều nhiều một xíu nha, hai trái nha. Một trái thôi. Ủa tin mà kỳ vậy. A few minutes later. Thảo có đủ chưa? Có rồi. Gì ông kêu. Phóng qua, phóng qua đây. Phóng qua. Dạ. Dạ. Kêu. Thật ơi. Gì? Không có ổn không? Hôm qua đây còn hai trái đu đủ đâu. Để quên bạn rồi. What? What the fuck? Sao qua mà không cầm theo? Ôi trời. Rồi. Ok. Cầm đi bắp. Đi. Đi. Giờ bắt đầu anh em mình sẽ đi sinh tồn kiếm đồ ăn cho buổi chiều nha bạn. Con đắng đâu vậy? Đắng. Đi nè đắng. Đi. Đây một trái nha bạn. Chú Dường ơi. Anh Phú đã xin rồi thì bây giờ chú cho con xin một lần nữa nha chú. Nếu mà chú coi được video này thì con cảm ơn chú rất là nhiều luôn. Nhờ chú mà chiều nay tụi con có đồ để bán đấu giá cho tụi nó. Good luck chú. I love you. Thôi con hái đây. Một trái. Đây một trái nữa. Wow. Ok, ba trái thôi nha các bạn. Có không? Có không? Có không rồi. Có thử coi. Vậy. Không lắm gì vậy. Đâu? Đâu? Cái hàng này con nè. Đây này có hàng nữa nè. Ê, cẩn thận nha. Sâu dưới trời.
Đúng chưa? Wow. Ai ai dùng nó hồi đi tới anh kia luôn đó. Vô rồi. Giữa bánh rồi. Woo. Một em nhé bạn. Một em cá lóc. Đăng. Ôi. Có cá mấy bạn ơi. Cá, cá, cá. Cá gì anh Thành? Cá chi? Dễ dữ hả? Nhã đâu? Nhã nó bị ông đánh nó nhức chân nó lắm rồi. Đợi em, đợi em. Được không? Đút cái đầu vô rồi. Đợi em xíu nha. Cá đâu, cá đâu, cá đâu? Cá trong hang kìa. Ây da. Tụi hang này nhả xuống đây, xuống đây. Phải không? Nói nè, nói nè. Hết lội nổi không nổi ơi. Chạy ra, chạy ra, chạy ra. Ông dính nó chán luôn rồi. Chạy xuống đi, bắt con này giùm đi. Từ. Của mình bầu ơi. Đợi em nha. Chụp đầu nó được chưa? Bích cái hang lại rồi. Ây da. Phải cá chê không hay cá chốt? Cá chê. Bị chán đó mà. Lệ nhá ơi. Đâu? Được không? Được không? Ổn không? Đuôi nó đây nè, cái đuôi nó đây nè. Bình tĩnh, cẩn thận. Bình tĩnh. Thấy chưa? Đâu, 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 đâu. Cái okay, gì? Ok, ok. Cái gì, cái gì? Ngon, cá chi. Cá chi. Nên chụp đi nha. Chắc nha. Tôi thêm quà hay móc cái màng nữa. Mấy vị cái đuôi ra cái. Ông móc nó đi. Chà, chả cá chi. Trời ơi, anh Thành mò được cá chê luôn trời, dữ trời. Tại không bắt được thôi. Trời chứ nhả đâu vậy? Móc cái màng đó nha. Chưa, chưa, chưa. Chừng sảy á. Tụi em nó lại. Sáng giờ mình không có cá chê á. Wow, wow. Cái chữ vàng. Đợi, đợi, đợi. Ê, mấy anh em. Anh rất to thế nhưng thà đừng gặp vui hơn. Ê, bóp chắc lại. Dạ, mới thật. Quay vô, quay vô. Thả đây, thả đây, thả. Cho anh hả cái anh liệt. Wow. Đâu, đâu, từ. Ủa, chưa kịp quay cho bạn coi nữa. Yeah, đó nè. Đó nè. Cầm lại, cầm chắc lại, cầm chắc lại. Bóp cái hậu nó nha, để nó dậy á. Con này mạnh lắm. Trời ơi, an toàn, an toàn, an toàn trên hết. Thôi đi, 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 đi. Yeah, một em cá chê nha. Yeah. Ê, bà ngang ngồi, bà thấy không thật đâu không? Không biết nữa, nãy giờ tôi đi chung bà, tôi không thấy không đâu. Buổi sáng giờ đi đâu vậy ta? Đi sinh tồn, mà. Đi dụng khúc. Ủa? Nãy giờ tôi đi kiếm đồ ăn rồi, ông đi đâu hả? Tôi cũng đi kiếm đồ ăn vậy. Nè, lấy chuối trong ga mở thúi hết rồi nè. Sao vậy mà muốn gì? Không lấy trái trên ăn được nè. Có ăn là đỡ rồi. Đi về. Thôi đi về đi, có được rồi. Thành. Hả? Dạ. Gì mà la ổi trời vậy? Cá nữa nè. Gì? Cá nữa? Đúng rồi. Nãy bắt cá ghê chứ hả? Tại vì anh Phú đã đáp ứng được ham muốn của anh rồi cho nên ham muốn gì anh Thành? Ham muốn gì? Không, ý anh là vậy thôi. Đáp ứng được yêu cầu, coi như là đáp ứng được yêu cầu của anh đi. Cho nên hôm nay anh sẽ chơi tới luôn. Này có Bắp nên phải thể hiện cho Bắp thấy anh Thành là một thiên tài bắt cá đúng không? Mà rất tiếc là khác đội với anh rồi. Nếu mà Bắp chung đội thì anh Thành bắt 20 con cá lóc luôn. Đúng rồi, em bắt nữa không? Thôi, chà, nãy xém nữa xảy cá lóc rồi. Chà, chà cái hang này Bích à, để anh nắm cái đuôi nó được. Có vậy cái đuôi nó hơi nhờ người thông cảm nha. Tại vì cái hang này nó... Ê nãy giờ anh Thành bắt không có con cá nào nguyên dạng luôn á. Đúng rồi. Anh Thành bóp con ấy thì mớp cái đầu. Con ấy thì gãy sống. Trời ơi. Gì vậy? Chui vô nó ơi. Ê có chuyện xảy ra. Chà chà. Bắt được cái đuôi nó này nè. Mày cái đầu nữa ơi. Đây. Đu. Ê ê. Trời ơi, anh Thành bóp tan nát nó luôn rồi. Trời ơi. Là biết sao không? Là con cá nó chứa vô nè, anh phải kéo cái đuôi nó ra nè. Hang sâu hay gì? Đúng rồi, hang sâu mà. Trời ơi, anh Thành làm tan nát con cá luôn. Hang sâu. Gì vậy? Đẩy lên, đẩy lên. Sao đẩy gì bay vậy? Bị đâu quả? Cầm 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 chú cá lẹ. Gì? Cầm cầm. Dạ. Gì? Cao. Ủa, cao. Có.
Bởi nghe đụng xẻ đó. Ê, anh nó chui rồi ơi. Thận từ từ thôi. Được không? Được, con này bự hơn con nãy. Được không? Được không? Đù. Đù. Vô. Ý bữa đâu, nó qua đây giờ. Một em nó vậy vậy. Ok. Đi, 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 đi. Đấy, có đó. Tự quá. Một cái chừng nha. Cái hàng nào nhỏ nhỏ là có đó. Cái chừng nhỏ. Chừng á. Kìa cái đầu con cá lóc nữa bạn. Đâu mang cá này đen coi coi được nhiều không? Đây em thôi. Khoai hàng, khoai hàng. Đâu rồi mình, đâu rồi, đổi mình. Khoai hàng, khoai hàng, cho anh Phú coi thôi. Nguyên bóp. Ai nhập cưng Nguyên? Bóp. Cầm, 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 cầm. Bên kia đâu? Ở khoe riêng anh thôi, để hồi mấy em còn dễ đấu giá nữa. Đâu? Gì? Wow. Thấy cắn nháo luôn rồi. Wow. Bắt giỏi dưới trời. Trời ơi, mình không bắt được con nào hết trơn ơi trời. Very good. Bắt được cá lóc anh Phú ơi. Nó không có được con gì hết trơn á. Ồ, đựng cá lóc kìa. Ở vậy là được rồi. Trời ơi, con này là con gì vậy trời? Ôi, cái trời luôn. Ôi, ê, con lướt luôn. Được anh Phú. Không bắt được cái gì hết chứ. Hay hả? Ồ, đồ em đâu? Đồ con anh đâu? Đã nói với em nhộn. Sao? Bắt được toàn đập nữa. Đã nói với em nhộn quá. Cái này chuối, đưa coi coi, kệ kệ kệ, đưa coi coi kệ. Xà lên Phú để hồi mất giá rồi, nó chuối em sao? À, không, xong cho quay gần cho mọi người coi. Được. Cục cưng đâu? Bây giờ lại đi. Cái gì đâu mà giấu giếm gì hết, đưa coi coi. Cá đâu? Đây. Trời ơi. Xoài. Trái xoài chín đại. Ủa, trái đu đủ. Ủa, trái đu đủ mà nhìn như trái xoài vậy trời. Ê, xoài này, cái đu đủ này thúi rồi. Em kể muốn nghe. Sao thúi quá kìa? Em kể muốn nghe. Thử cái ơi. Trời ơi, đi thúi không má ơi. Có đồ ăn vậy là ngon rồi cưng. Rồi, hầu như ai cũng có đồ ăn, chắc không cần phải đấu giá đâu hả? Cần giá không? Có cần mua bán gì không? Cần. Toàn với cây không? Không, cần không? Bán nào? Rồi, bán này bán gì thì bỏ đây. Có đây là cũng cần bán. Đáng hồi nãy ai thiết kế cái này đây? Dạ, đội em. Coi này các bạn. Cần lắm luôn. Ừ, khá là đẹp. Được, được, rồi, bỏ cá lên đi. Ai bán cá, ai bán trái cây, bỏ lên. Hai trái này 20 ngàn. Hai trái đu đủ thúi. Đâu? Thúi đâu? Chính. Chính đâu? Chính. 20 ngàn hả? Dạ. Trả giá 10 ngàn. Thì 20 ngàn mà trả giá. Mười xèo ơi. Trời ơi, trời, tao đang định mua 10 ngàn mà thôi đi. Ai mua mua. Hai chục. Không, trái đó chính nha, được, ok. Giá 20 khởi điểm. 20 ngàn. 20. Bên kia 20. Sao bên đó có đu đủ rồi mà con mua gì? 20 ngàn. À. Gì? Sao ăn? Sao? 20 kìa. 20 rồi. 20 ngàn. Nãy bắp kêu 20 rồi. 20 lần thứ nhất. 20 lần thứ hai. Bắp mua 20 ngàn hả? Kệ. Dạ đúng, cái kiểu cây nhà lá vườn nó cần 20 ngàn là giá rẻ đó. Đây em bán giá gì? Đâu coi hàng cũ. Ô là trời, cá bằng lắm đây cái. Cá 10 ngàn. Nhiêu? Mua không? Con cá là ăn thôi. Ăn lấy làm được rồi. 10 ngàn anh khuyên một câu chân thành nha. Anh khuyên một câu chân thành. Dạ. À, là con cá này mới đưa vô lửa là quéo cháy luôn khỏi anh luôn. Giảm giá đi Đặng. 5 ngàn ơi. Bán ốc nữa kìa. Bao nhiêu? Chưa chưa đem ốc kìa luôn. Cũng ốc nhiều quá bán. Khoan, ai bán gì nữa để riêng đó nè. Dạ lấy cá lóc con ra đi. Rồi cái bánh gì? Bán ốc anh Phú ơi, bán ốc chứ. Tổng hết cái con cá với nhiêu đó ốc đúng không? Bán 50 ngàn thôi. Bao nhiêu? Rồi rẻ rồi, rẻ rồi. Tại em có ba ban nè. Đừng giỡn. 5 ngàn, 5 ngàn thôi. Sao? Bao nhiêu? 5 ngàn mua. 50. 50 ngàn. Ốc với cá ai mua không? Bán chị ai đâu mua trời. Rồi. Bán 30 ngàn luôn đó. Hai giá, 30 ngàn. 5 ngàn mới mua. 20 ngàn có suy nghĩ lại. Ồ, 20 ngàn con suy nghĩ lại kìa. Cái này em bán này trả giá cho nhịn ăn là vừa. Rồi sao, có bán không? Dạ mua không? 5 ngàn. 19 ngàn. 10 ngàn. 10 ngàn. 19 ngàn. 10 ngàn. 30 ngàn lần cuối. 10 ngàn. 30 ngàn lần cuối. Không mua thì em đem về nướng. Rồi, quản lý chợ, dẹp luôn phía chợ này luôn. Không bán nữa, cứ cãi nhau là không bán. Dẹp. Rồi, bên này có bán không? Có chứ, bán cá lóc. À, rồi lấy cái kia về đem. Cá lóc nè, mua bán nhiêu nào? Để về mình luộc ăn mà nào. Đây rồi. Cá lóc với trái bắp đúng không? Dạ. Bao nhiêu? 300.
300. Ủa kỳ á, nhà chung cùng cùng nhà mà đứa tụi trăm đứa 300 là sao? 250. Tôi mà thấy hết giá quá là tôi cho dẹp phiên chợ luôn nha. 250. 250 trái bắp và con cá lóc. Trời ơi, cán của ông kìa lên. 250. Anh Vũ được test chất lượng chứ không? Coi trước. Coi sao? Cầm để tao coi trước cái. Mất công bắp thiếu chất lượng chứ mà hổng đợt mình mua nữa. Ừ, thanh niên này kỹ nè, kiểm tra hàng trước khi mua. Giỡn hoài bắp giờ tắt liền. Sao sao được không? Được không? Ngon, hàng ngon, hàng ngon. 200 ơi. 300. Wow! Dữ vậy. Thật, thật. Bắp ngon rồi đó, bắp ngon rồi đó. Ngon. Lâu lắm mới có được một trái bắp đó. Ghẹ hỏi gì hả? Con tiền không? Ghẹ hỏi con tiền đúng không? Rồi quản lý tiền bạc kìa, ngân hàng của đôi mình 310. 310 là thứ nhất. Ủa 350 là thứ nhất. Này 350 là thứ hai. 306. 306. Wow. 306. 400 là thứ nhất. Vô thế. 400 là thứ hai. Vô thế. 410 là thứ nhất, 500 là thứ nhất. Wow! Lên 500 rồi. Cái đi còn tiền mà. 500 là thứ hai. 510. 510 là thứ nhất. 600. 600 là thứ nhất. 600 là thứ hai. Xin chúc mừng Hòa Thượng, một con cá lóc và một trái bắp. Nói chứ em mua giá 600. Chủ yếu lấy trái bắp này thôi, bán cá lóc lại 300.000. Wow! Sao thông minh vậy? À bên này có cá nhiều mà đúng không? Đúng rồi. Chú bán lại trái bắp 300 ngàn kìa. Kèm trái bắp với con cá lóc. Em ai mua trái con cá lóc 300 ngàn không? Mua đi, không mua là không có anh đó. 300. 300 lần thứ nhất. Chơi chơi không mua. 300 lần thứ hai. Chơi em không mua. Không mua, bán cho cố bè mày. Ai? Cố bè mua. Lấy đi 300 kìa. Cá lóc này 300 này có lấy không? Ê khoan, tặng kèm cà phê. Ê kìa có. Wow, tặng kèm có cà phê luôn. Wow, 350. Được, dây. Em mới tặng kèm mà. Anh ra anh thôi. 350 lần thứ nhất. 300 luôn. À 300 lần thứ nhất. Được kìa, thêm cá này được không? Cốt. Tặng luôn. Ủa là trời, nó càng ngày nó càng tăng giá kìa. 300 lần thứ hai. Mua. 300 lần thứ ba. 300. Ba con cá này thuộc về đôi của thằng kẻ. Chúc mừng em. Ủa nè, để quên con ốc kìa. Không sao, tặng luôn đúng. Hả? Cá bị ghẻ gì? Con sao nó ghẻ ít à? Con sao ghẻ, lỡ ghẻ đây đâu có sợ cùi nữa cơ. Chơi luôn. Ha. Rồi, còn ai nữa không? Hết đúng không? Em bánh gì? Em chui. Tại sao em thu thập toàn là đồ thúi không vậy ghẻ? Ai ăn chui hơn em không? Mày ăn thúi. Anh được không? Tết được không? Được, đâu cưng bán là cưng phải hàng phải chất lượng đàng hoàng, phải mua mới tết. Mày tết à? Cưng tết thì mới mua. Phải có người mua thì em mới tết chứ. Tao mua cho mày gấp đôi luôn. Ok rồi này nói nha. Cưng bán nhiêu hả? Cưng bán nhiêu quà chú hả? Không chưa, để em coi chất lượng nó ăn sao. 100k thôi. Ủa xích ra đây, xích đây. 200k. Ê mới nói 100k. 150. Bao nhiêu? 200. Rồi mẹ ăn thôi. Túi ngon gì mà không chịu ăn. Rồi đây coi xích ra đây. Xích lại đây. Mẹ ăn đi, qua mua. À. Tao mẹ ăn đi, tối nay là không ai dẫn mày đi đâu. Làm cái ghẻ. Ê, không, anh thấy con giòi kìa, con trời. Giòi kìa. Trời kìa. Đang lúc nhúc kìa. Đừng có thấy không? Rồi. Nhả đi rồi. Rồi, sản phẩm kém chất lượng. Kém chất lượng không mua. Không mua. Tại vậy. Mày bị anh vũ dụ rồi. Không có giòi. Đâu có giòi đâu. Có giòi đâu á. Không giòi đâu. Vậy bán đi. Sao không chấm anh? Cưng tự tin về sản phẩm cưng, người ta nói gì mà kệ chứ. Cưng mà mở gian hàng bán nhiều này, người ta cầm lên mà cưng dẹp hàng luôn. Bắp kêu để bắp test cho, để hai em test. Hàng gì mà nhiều người test rồi đúng không? Thôi không mua đâu. Không lấy gì ăn anh luôn. Thôi để em ăn luôn cho. Ok rồi, giải tán đám đông. Nướng xong mấy con cá rồi nha bạn. Nhờ anh em mình chiến thôi nha các bạn. Buổi chiều anh em mình không có gì, có vài con cá lóc với con tô rô thôi. Như đây anh em mình đủ sống qua ngày. Sao anh Hảo nói nhẹ với ta? Cái gì? Rồi, mở bạn nha. Khoan. Có chừng tới cái hộp á, hồi ăn hộp quá. Chưa dính đâu. Chưa. Okay. Mở bạn ra, uống miếng đồ đủ luôn. Rồi anh trúng hộp rồi nè. Chưa. Cặp dữ ta. Vậy mà hồi nãy có hai người nói đu đủ lụm với nước ăn không được. Ăn được á.
Rồi giờ mình vô cá đi chứ. Bây giờ cá nguội rồi. Đây. Vô. Ui thơm kìa. Ui. Anh em mà vô bánh rồi. Ui khói luôn. Mời được hai con. Tiền dư thì được thêm một con nữa. Vô nóng. Đây mời bạn nha. Mời bạn nha. Quá ở luôn. Mời bạn nha. Quà game cái gì cái mực đó, nó chảy trơn luôn rồi. Mực à? Mực gì đó? Cục mực đó. Mực, mực. Ừ mực. Mực chảy trơn rồi. Nhưng mà sao ngon các bạn ơi. Thì bây giờ đợi mình cũng nướng cá chín hết rồi, bây giờ mời mọi người cùng ăn nha. Kim thật nhớ bắp. Thật ơi, dạ ăn thật ơi. Thật ơi. Ăn nè, chín đây nè. Chín rồi. Nó đi nữa. Qua bệnh không chuyện. Không hoài. Sáng nó ơi rồi. Ủa cho nào không ăn hả? Đem vô. Trái đó ông ăn á, còn hai tôi ăn nữa nè. Mời bạn ăn trái nha. Giờ mình sẽ cho bạn xem kết quả nó như thế nào nha. Cầm hố anh. Nóng nóng. Ừ cầm nó đi. Wow. Wow. Chính rồi. Thịt nó dính vô đây luôn rồi. Nha bạn. Chấm tinh luôn. Dạ, con lòng nướng nhiều. Rồi, nó để về luôn nè. Ai ăn thì bốc lên. Đây nha bạn. Cắn cái luôn nha, cắn cái luôn. Cắn luôn chứ. Quá ngọt. Ê không biết mình cho khói được không chứ đừng có lựa được không? Dạ là tỉnh thôi. Ừ. Ở đây mà ngoài này một cái khu vườn trái cây cho nên muỗi rất là nhiều do là nước ở dưới các bạn. Có đầu muỗi sinh sôi nảy nở. Con nào như con trâu luôn. Trời ơi nãy giờ bắt mấy con trâu quá. Trời ơi. Đưa đó. Đây. Đang. Trời ơi. Quá trời cái mùi khói. Rồi 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 rồi. À cái mùi này nó thúi quá sao mùi gì ra? Lá gì ạ? Dạ lá thu địch. Trời ơi bỏ lá thu địch vô nướng gì hả? Thúi quá. Trời ơi. Đi bỏ đi đừng quay nữa. Cái này nó không chi muội mà đâm ra mấy anh em mình hít vô không kéo phải ung thư phổi luôn á. Gọi được rồi thôi. Hư cái phổi luôn. Thằng kia bỏ lửa vô nó hả? Gì bỏ lửa? À lộn, bỏ lửa. Được rồi cưng. À thì thôi giờ ngày hôm nay mấy anh em mình sẽ dành thời gian tâm sự với bạn mới đó là bạn Bắp Non ha. Thì theo Bắp Non thì hôm nay cưng trải nghiệm trong cái clip cắm trại đấu giá cái kiểu sinh tồn này thì cưng cảm thấy như thế nào, nó có so hay là có khác gì so với cái những video mà cưng xem. Coi trên video hay anh nói hồi đeo lửa luôn ta nói chung là xem trên TV nó có khác gì ngoài đời không? Ý là như vậy ngắn ngắn gọn thế không là cưng trải nghiệm thực tế với lại cưng xem trên TV thì nó có khác gì nhau không, tâm sự cho mọi người cùng nghe. Dạ, hai cái đó rất khác rất là nhiều. Tại vì xem trên TV thì chúng mình không được gặp mấy anh em, cũng là không biết là trải nghiệm hôm nay sẽ ra sao. Thì cũng không có biết là cảm giác như thế nào, gọi là cái bắt cá hoặc nướng cá ăn ngồi đây cũng với mấy anh em. Thì cũng không biết là kiểu dữ liệu ra sao, cứ như anh em kiểu quay ra sao. Có cực khổ hay không á. Rồi theo cưng cực không? Dạ cũng có nhưng mà nó vui lắm.
Cái gì vui mắt quên cái cực luôn. Mà đúng nha, nếu thực chất đối với những người không yêu thích cái công việc làm YouTube như mấy anh em mình á, đó là một sự phải nói là cực kỳ cực luôn đó các bạn. Nhưng mà khi đã yêu thích, yêu nghề và muốn tạo ra một sản phẩm video hay cho người xem thì đối với những chuyện cực đó là bình thường, đúng không? Dạ đúng. Rồi còn chia sẻ gì nữa không? Sao rồi được các bạn trong team đề nghị vào team này về hỏi ý kiến ba mẹ, rồi ba mẹ có đồng ý cho đi quay chung với mọi người không? Dạ cũng có, mới đầu thì cũng chưa gọi là cho lắm, nhưng mà từ từ cha mẹ cứ cho cha mẹ coi cái kênh này à. Xong sẽ từ từ cha mẹ em hiểu. Và ba mẹ có thích kênh anh không? Dạ có, ba mẹ thích, nhất là mẹ em thích nhất là anh Hòa. Mẹ em thích anh Hòa thôi chứ em không thích anh Hòa. Hòa nghe cho rõ nha. Mấy bạn nghe cũng cho rõ nha. Đừng có bắt lỗi bắp non của chúng ta. Rồi rồi cưng mất bao nhiêu lâu cưng mới thuyết phục được ba mẹ để được đi quay chung với mọi người? Dạ thì chắc cũng gần một tuần anh Phúc. Gần một tuần lẽ ha, tính ra cũng lâu nha. Lâu lâu nha. Ban đầu anh cũng có nghe nói là ba mẹ thông cảm đúng không? Dạ. Ba không cho đúng không? Dạ. Nhưng mà chắc cũng vì một cái lòng tin, một cái sự nhiệt huyết và muốn, mong muốn được tham gia đội ngũ cho nên mới thuyết phục được ba đúng không? Dạ đúng. Vậy thì một tràng pháo tay dành cho Bắp. Đã vượt qua bao nhiêu cái khó khăn cuối cùng được gia nhập cho Yokio. Mày đúng rồi kìa lắm. Ủa chi bây giờ tốt rồi nè. Đột nhập á luôn nè, gia nhập vô cái đội ngũ của anh Bắp Hải nha các bạn. Trời cũng sáng rồi các bạn ơi, giờ mấy anh em mình đầu dọn dẹp đi về thôi. Mà thấy đứa kia chưa dậy hả? Làm nội ra đi, dậy đi, sáng nè. Thôi đến đây mấy anh em cũng sẽ kết thúc video nha các bạn. Đừng quên để lại like, nhấn vào đăng ký và nhấn vào cái chuông ủng hộ mấy anh em mình. Đồng thời vào subscribe bên phải để quay kim cương nè. Mà refi, nít lên quần, giá rẻ uy tín và chất lượng nha các bạn. Quay càng nhiều thì khả năng nổ hồi sẽ càng cao thôi. Thôi, các bạn nhớ để lại một like, thấy video hay thì chia sẻ thân mạnh cho mọi người cùng xem. Mấy anh em mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Dọn dẹp đi mấy đứa, phụ anh đi.